Khi cái xe tải nó muốn vượt qua xe con thì nó lại là nó vượt không hết á, thành nó đẩy cái đuôi xe con hất lên và xéo vào bên làn đường bên kia, là gặp vừa lúc đó là gặp cái xe tải hướng ngược chiều là đi tới, là hai xe là ép lại xe con luôn, có nghĩa là không không thể nào mà cái xe con nó chuyển qua bên kia được. Thưa quý vị, chiều qua trên tuyến quốc lộ 14 đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai đã xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người chết, 1 người bị thương. Các cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự tài xế xe tải vì lỗi chủ quan. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào lúc 14 giờ 20 phút tại địa bàn thôn Tao Cho, xã Ia Hù Rú, huyện Chư Pư. Tại hiện trường, xe tải và xe ben chở vật liệu xây dựng đối đầu nhau, kẹp chiếc xe con của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở giữa, khiến 3 nạn nhân tử vong, bao gồm trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh, tiền đạo Paulo Oliveira và bác sĩ của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Đào Trọng Chí. Tài xế xe con cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu. Tôi đang ở trong nhà thì nghe một cái tiếng nổ lớn và lúc chạy ra thì thấy là hai xe cái tải đang đấu đầu với nhau. Xe con 5 chỗ, 4 chỗ gì là nằm ở giữa bẹp dí. Rồi bác tài của xe con thì đang gọi là cũng bị thương nặng nhưng mà đang ở vẫn kêu gào được. Khi cái xe tải nó muốn vượt qua xe con thì nó lại là nó vượt không hết á, thành nó đẩy cái đuôi xe con hất lên và xéo vào bên làn đường bên kia, là gặp vừa lúc đó là gặp cái xe tải hướng ngược chiều là đi tới, là hai xe là ép lại xe con luôn, có nghĩa là không không thể nào mà cái xe con nó chuyển qua bên kia được. Bước đầu, nguyên nhân vụ tai nạn được các cơ quan chức năng xác định là lỗi chủ quan không quan sát khi vượt của tài xế xe tải. Ngoài ra, các xe khác đều đi đúng tốc độ và làn đường cho phép. Ngay sau vụ tai nạn, công tác cứu hộ, cứu nạn, xử lý hiện trường của lực lượng chức năng với sự hỗ trợ của người dân tại hiện trường đã được các cơ quan chức năng đánh giá cao. Chúng tôi có mặt ở hiện trường là người dân ra là người ta cũng trao đổi thông tin là cái quá trình mà họ tham gia, họ báo tin, họ tham gia cứu hộ cùng với các lực lượng chức năng theo cái sự chỉ huy của lực lượng chức năng của tỉnh, của huyện, thế rồi cung cấp những cái thông tin. Ví dụ như những người mà gia đình họ có camera, họ cung cấp cho các cơ quan chức năng để mà làm cái cung cấp thông tin để các đồng chí làm tốt điều tra, thì nó là rất là tốt. Được biết tuyến đường này cũng thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thưa quý vị và các bạn, hiện tôi đang có mặt tại hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người thương vong xảy ra tại xã Gia Rú, huyện Chư Pứ, tỉnh Gia Lai. Hiện tại thì hiện trường đã được dọn dẹp để cho xe cộ lưu thông, nhưng theo tìm hiểu của phóng viên chúng tôi được biết thì ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn vào chiều tối muộn ngày hôm qua thì cách đây 3 km đã có thêm một tai nạn nữa và đã khiến một người tử vong. Chiều nay, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đinh Tiến Bình, sinh năm 1987, trú tại thị trấn Nhân Hòa, huyện Chư Pư, để điều tra về vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự.